Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 7 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng kg ạ, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp với cái giá rất là rẻ luôn ạ. Những cây nhạn va, những cây nhạn 4N, những cái cây lan thải đang nụ đang hoa cực kỳ là rẻ đây luôn ạ. Để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng biển Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng dáng hương tam bảo sắc ạ. Hôm nay em có 2 cái lô tam bảo sắc rất là xinh ở đây ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này, có bao nhiêu cây nhỉ? 3 này, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 cây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây cô chú ý chị ạ. Thì cái lô tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá chỉ có 40.000 thôi nhá. 40.000 cho lô dáng hương tam bảo sắc số 1 này. Lô tam bảo sắc số 2 cũng rất là nhiều cây luôn, chắc cũng 9-10 cây gì đó. Cái lô này em cũng bán với giá là 40.000 ạ. Có 2 lô như vậy đó, mỗi lô một lô là 40.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương đuôi sắc. Cây lá xếp bóng loáng rất là xinh luôn như này đó. Cây hàng lá xếp V ạ. Không quá lớn, không quá nhỏ, đủ tầm ghép và cũng có thể cho những bông hoa rất là đẹp rồi. Có 120.000 cho 1kg dáng hương đuôi sắc thôi. Cô chú anh chị có thể nhìn kỹ giúp em. Sang bên này đây thì em có một cái phần kiều vuông mỡ gà. Lô này thì cô chú anh chị về làm một cái giò rất là đẹp luôn rồi. Cả một lô kiều vuông mỡ gà đẹp như này, làm một cái giò đẹp luôn cô chú anh chị ạ. 60.000 cho lô kiều vuông mỡ gà này thôi ạ. Rất là rẻ luôn. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiều cánh tua nhá. Xanh mướt luôn này cô chú anh chị này. Đó, dòng kiều cánh tua với giá chỉ có 130.000 cho 1kg thôi. Cái dòng này thì hoa của nó chùm vàng và đặc biệt là cái cánh tua rất là độc đáo luôn. Em sẽ bán từ 0,3kg. Và tiếp sang bên này đây, tiếp sang bên này đây thì em có hai lô hoàng thảo nghệ tâm đang lên mầm xanh mướt này. Đó, mỗi một lô như thế này là về cô chú anh chị làm cái giò nghệ tâm hay là thạch hầu viên dáng cực kỳ là đẹp rồi. Em bán một lô nghệ tâm như vậy ạ. Lô này gọi là lô số 1 này, 50.000, lô số 2 cũng 50.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu rừng bắc trụ ạ. Dạ, hàng rất là lớn luôn nhá. Những cái cây này thì đến mùa tới là cho hoa tuyệt vời luôn rồi. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm, những ai chơi lan chắc chắn là không thể thiếu những cây lan này để mà thưởng thức hoa Tết đúng không ạ? 1kg đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm đấy ạ. 1kg rơi khoảng tầm 7 cho đến 10 cây trên 1kg. Cái hàng này 7 cho đến 10 cây nhá. Giá chỉ có 240.000 cho 1kg thôi. Đó. 240.000 cô chú anh chị bỏ ra 240.000. Cô chú anh chị nhận được 7 cho đến 10 cây đai châu để cô chú anh chị có thể làm một cái giò đai châu rất là đẹp để mà mình thưởng thức hoa Tết luôn ạ. Sang bên này thì em có một ít kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này. Hàng này hàng bóc, hàng rừng này cô chú anh chị. Và cái dòng kiều tím này thì em xin phép bán với giá hàng của ngày hôm nay chỉ có 280.000 cho 1kg thôi. Đó, cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo dề theo phần bên kia. Em cũng đã chia hình, nếu như cô chú anh chị muốn thì lát nữa chọn những cái dề rất là đẹp mà cực kỳ là rẻ luôn. Đó, lát em sẽ giới thiệu ạ. Còn bên này đây thì em có một số phần hoàng thảo vẩy rồng bán thanh lý xả hàng. Đó, một cái phần lô vẩy rồng nhỏ này bán 30.000 để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Lô số 2 ạ, nguyên một dề luôn. Dề này em bán là 50.000 và lô số 3 cũng là một dề. Hiện tại cây đang bắt đầu lên mầm mới. Dề này rất là to luôn. Đó, bình thường em bán, trước em đang bán cái dề này với giá là 180.000. Thì hôm nay em để giá là 130.000 thôi. Nói là lỗ sấp mặt bởi vì cái dề này ấy, nó rơi vào
cân rưỡi cô chú anh chị ạ. Trước đây em cân là cân rưỡi đó, thì bây giờ bán 130, tức là giá của nó thì quá là rẻ luôn. Cái dê số 2 100.000 rất là to. Và trước mặt cô chú anh chị đây, cô chú anh chị đang xem một cái lô nhạn va, phải nói cực kỳ là đẹp luôn. Lô nhạn An Ba cô chú anh chị nhá, là dòng nhạn va rất là đẹp ạ. Những cây này thì đến mùa tới là cho hoa tuyệt vời luôn rồi. À, tính từ gốc cho đến cái lá ngọn này này, nó cao hơn 20 cm cô chú anh chị ạ. Đấy, cao hơn 20 cm nhé, tính từ gốc đến cái lá ngọn cao hơn 20 cm. Là những cây có thể cho những cái bông hoa nhạn đẹp, đẹp nhất rồi. Và một cái cây nhạn như thế này thì em xin phép chỉ bán với giá có 130.000 cho một giò thôi ạ. 130.000 cho một cái chậu nhạn va mà rất là đẹp như thế này. Em đảm bảo giá nói siêu rẻ, bao giá rẻ nhất cho cô chú anh chị luôn, dòng nhạn va nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều tím Thái. Cô chú anh chị mình không phải lăn tăn về cái độ tím đậm của nó. Nếu như cô chú anh chị mà muốn thưởng thức những bông kiều tím đậm thì như là kiều tím Yên Bái hay là kiều tím Tuyên Quang hay là Thái Nguyên vân vân, thì những cây đấy so với kiều tím này nó cũng không là gì cả đâu cô chú anh chị nhé, mà bán cực kỳ là đắt đỏ. Nếu như cô chú anh chị mà muốn sở hữu những cái giò kiều gọi là đẹp tím, đẹp ưng ý, thì cô chú anh chị lấy cho em những giò kiều Thái này, không phải lăn tăn về cái độ tím của nó nhé. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt đông của dòng kiều tím Thái và đội sai hoa của nó. Rất là tuyệt vời như thế này. Cái hàng kiều ấy hiện tại là những cái giò nhìn như này thôi, khi mà cô chú anh chị về trồng chậu là cây nó sẽ lớn rất là nhanh, nó to cực kỳ là to và đẹp luôn, mà sai bông tuyệt vời như này cô chú anh chị nhé. Kể cả nó không to cao như là cái dòng kiều tím của hàng rừng đi ạ, nhưng mà hoa của nó vẫn, những chùm hoa của nó vẫn cứ đạt độ to và rất là đẹp luôn. Đấy, một chậu rất là nhiều thân như thế này, cô chú anh chị về sang chậu là nhìn đẹp khác hẳn luôn. Em bán với giá chỉ có 140.000 trong giò lụa thôi ạ. Và riêng một cái chậu như này cô chú anh chị về chăm đến 1-2 năm, 1-2 năm là cô chú anh chị ra tác phẩm luôn cô chú anh chị nhé, ra tác phẩm luôn. Tại vì chậu này rất là xung xuê, khi mà mình sang chậu mới như thế này ạ, thì cây nó sẽ phát triển rất là mạnh. Khi mà cho hoa thì sẽ cực kỳ là đẹp, mà dòng kiều này nó vô cùng là dễ sống luôn nhé cô chú anh chị. Đó, có 140.000 trong cái chậu kiều tím đẹp như thế này thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò già hạc Pháp. Mỗi một giò xung xuê, xòe tròn các bên đẹp như thế này, hơn chục thân cho một giò. Cái hàng già hạc Pháp thì cô chú anh chị biết rồi là hàng chuẩn, gọi là cái hàng mà người ta để chơi hoa Tết đấy ạ. Một cái giò già hạc Pháp như vậy này, em bán với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi. Và chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị nhìn ạ, thân căng mướt và rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị yên tâm cho em, đây là mặt bông của già hạc Pháp ạ. Hoa nở thời điểm Tết, sai bông tự nhiên mà cực kỳ là dễ sống, dễ chăm. Có 130.000 trong cái giò lan to và đẹp như thế này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là em có những cái chậu lan kiều Lộc Bắc ạ. Một cái chậu kiều Lộc Bắc rơi vào 7-8 thân trở lên ạ. Đó, 7-8 thân trở lên, cứng cáp, khỏe, đẹp như thế này. Hứa hẹn cho cô chú anh chị mình sẽ làm cái giò lan Tết tuyệt vời nhá. Dòng kiều Lộc Bắc hoa nở Tết đấy ạ. Em bán chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây ạ, thì em còn có những cái giò lan giả hạc Hawaii. Giả hạc Hawaii, trước đây một cái chậu giả hạc Hawaii như vậy phải rơi 500-600.000, hiện tại một cái chậu Hawaii rơi vào 5-6 thân này, đẹp như này. Giá em bán chỉ có 100.000 cho một giò luôn ạ. 100.000 cho một giò, phải nói là lỗ cả cái công chăm sóc luôn cô chú anh chị nhá. Tiền chậu, tiền giá thể, đúng không ạ? Tiền cây giống, tiền phân. Đó, một cái chậu lan đẹp nhiều thân như này giá có 100.000. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan Thiên Nga. Những cây này là cây Thiên Nga đỏ nhá. Cái hàng này thì đang chuẩn bị sắp đi vào cái mùa hoa rồi. Những năm trước nó đã cho hoa rất là đẹp, nên là chắc chắn một điều là năm nay cũng sẽ cho cô chú anh chị mình những giò lan, những cây, những cái cần hoa rất là tuyệt vời luôn. Đây là dòng mà dòng Thiên Nga đỏ, em còn có duy nhất hai chậu. Chậu này em gọi là chậu số 1 này. Đó. Chậu này giả hành to bự, em bán là 110.000. Cái chậu số 2 bé hơn một chút xíu, khỏe đẹp, với giá em bán là 100.000. Và bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Chớp Mỹ. Thân to đùng cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi chậu giả hạc Chớp Mỹ như vậy là một chậu nó sẽ rơi vào hai thân cô chú anh chị ạ. Hai thân, một thân sẽ dài khoảng tầm 50-60 cm ạ, một thân sẽ dài khoảng tầm 70-80 cm đây. Cái thân của nó dài cao vượt cái móc lên như vậy mà, vượt cái móc treo bằng này. Đấy, thì cô chú anh chị biết là nó cao lớn đẹp như thế nào rồi. Thân to mập bú luôn.
Và một cái chậu 2 thân như vậy em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Đấy. Một chậu là 2 thân, em nhắc lại nhá, 2 thân và cũng có chậu 3 thân này, như chậu này 3 thân hoặc 4 thân luôn. Nhưng mà chậu 3 4 thân ấy thì nó sẽ bé hơn ạ. Còn chậu 2 thân thì thân rất là mập luôn cô chú anh chị này. Thế em xin nhắc lại, chậu 2 thân là giá cao từ 50 cho đến 80, 50 80, giá em bán chỉ có 110.000 thôi. Còn nếu cô chú anh chị mà muốn tạo tác phẩm thì đây, hai chậu như thế này, đó, tạo ra một tác phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Hai chậu với 4 thân, cái hàng này thì sai bông từ gốc đến ngọn luôn, nên là khi mà nở hoa cực kỳ là đẹp. Giá hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhé. Trước đây thân 300-400 nghìn, hiện tại với chậu như thế này có 110.000. À, sang bên này đây cũng là những cái giò lan siêu rẻ đẹp luôn. Đó là giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ nhá, thân nó không có lớn nhưng mà khi mà sổ hoa thì cực sai bông luôn. Đây là mặt bông của giả hạc hoa hồng đỏ đây. Đó, cánh hoa sáng tươi và rất là nổi bật. Cái giò giả hạc hoa hồng đỏ này rơi trên chục thân ạ. Rơi trên chục thân. Đó, bình thường em nghĩ rằng người ta phải bán tầm ít nhất 150 trở lên. Ở đây em bán là 120.000 cho một cái giò giả hạc hoa hồng đỏ như này. Hơn chục thân cho một giò cô chú anh chị nhé. Nhiều thân lắm ạ, em không đếm đâu. Cô chú anh chị nhìn như này thì thấy xung độ xung xuê của nó rồi nhé. 120.000 cho một giò thôi ạ. À, sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Bên này sẽ là những cây trầm than củi, hay người ta còn gọi là trầm cổ. À, bởi người ta gọi là trầm cổ bởi vì những cái chậu trầm này là đã được giữ giống rất là lâu rồi. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông siêu xuất sắc của nó này. Trầm cổ nhá. Cánh hoa tím đỏ mà sáp bóng đẹp tuyệt vời như vậy đấy ạ. Và một cái giò trầm cổ đẹp lung linh này, rơi trên 6-7 thân cô chú anh chị, mà trong đạt nó có thể dài mỗi một thân đến cả 2 mét, và thân to như ngón chân cái luôn ạ. Và một cái giò trầm cổ như vậy em xin phép chỉ bán có 120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Quá là đẹp mỹ mãn luôn như thế này. Có 120.000 cho một giò trầm cổ. Rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị nhìn cái chậu này. Có những cái chậu mà nó có những thân nó cao, có những thân, có những cái chậu có những thân nó rất là cao đây rồi này. Còn sang bên này đây thì em có những giò trầm trắng. Trầm trắng hay trầm đỏ thì đều có vẻ đẹp riêng. Riêng dòng trầm trắng cho ai yêu thích cái màu trắng thanh khiết ạ. Cái hương thơm thì rất là tuyệt vời của nó luôn này. Em bán một cái chậu trầm trắng rơi vào ít nhất là 4 thân trở lên, 4, 5 thân, 6 thân trở lên. Giá em bán ở đây chỉ có 110.000 cho một giò. Và sang bên này đây ạ, dòng long tu xuân. Có thể nói là long tu xuân là một trong những dòng hoa rừng, những cái cây lan rừng gọi là sai hoa nhất trong tất cả những cái mặt bông ấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt bông của dòng long tu xuân này. Nó sai hoa vô cùng như này này cô chú anh chị. Sai hoa từ gốc đến ngọn luôn, nên là khi mà nở hoa thì nhìn đẹp mê luôn ạ. Và một cái bảng long tu xuân như thế này ạ, khi mà ở đây ạ, mỗi một bảng phải rơi vào ít nhất là chục thân nhé cô chú anh chị nhé. Bảng nào cũng như bảng nào sẽ rơi khoảng tầm một chục thân cho một bảng. Và chắc chắn là sau này khi mà nở hoa nó phải đẹp như thế này, không kém cạnh gì đâu ạ. Giá chỉ có 140.000 cho một bảng ạ. 140.000 cho một cái bảng long tu xuân này thôi nhá. Hàng rừng ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu đen rô vàng kim cương. Mà trước đây mỗi một thân người ta bán trên 300.000 một thân. Nó đắt, nó chính là cái dòng mà gọi là cái dòng đen rô hàng va ấy cô chú anh chị. Thân to như khúc mía luôn, to như ngón chân cái luôn nhá. Và một cái chậu đen rô vàng kim cương có thể là rơi vào 3 thân trong một giò hoặc là 4 thân trong một giò. Như chậu này là 4 thân này. Có những cái chậu nó 3 thân thì nó sẽ cao hơn này. Cô chú anh chị này. Đó. Thân nào thân đấy to đùng luôn ạ. Và một cái giò như vậy em chỉ bán với giá có 190.000 thôi nhá. 190.000 cho một cái chậu đen rô vàng kim cương này thôi. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thân to đùng như đúng như to như cái ngón chân cái luôn. Đây là cái mặt bông của dòng đen rô vàng kim cương này. Cánh hoa vàng và rất là tươi sáng, cái họng đỏ. Đỏ nâu rất là nổi bật như này. Đó. Và giá của thị trường này. Giá của thị trường ở đầu năm nay thôi cô chú anh chị nhé. Chứ không phải là lâu đâu ạ. Vừa đầu năm nay giá của một cái chậu 2 thân như này thôi, ta bán đến 350.000. Đó. Hàng em bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị nhé. Em khẳng định cô chú anh chị là mua bên em, cô chú anh chị không bao giờ lo bị hớ, bị đắt. Và thứ hai nữa là đảm bảo cây giống hàng chuẩn, dạ, chuẩn hình cho cô chú anh chị, chứ không phải là không ạ. Với giá chỉ có 190.000 cho một giò đen đô vàng kim cương này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan đen đúc mắt đen. Những cái siêu phẩm, những cái giò siêu to khổng lồ. Cô chú anh chị ngắm thân không đủ mê rồi. Một chậu hơn chục thân ạ, cây mẹ cây con mọc chi chít luôn như này, rất là đẹp như này.
Hiện tại cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn là gọi thu ngọn rồi, nên là chắc chắn đến Tết đầu xuân tới này sẽ cho cô chú anh chị những giò lan phải nói là tuyệt vời để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn ạ. Vô cùng là khủng, em phải ngả cái chậu vào cái thành tường đi nha này thì nó mới không đổ, chứ còn không là rất là to. Và một cái giò tác phẩm như thế này em chỉ bán có 230.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh, cái giả hành to như cái ngổ cổ tay luôn cô chú anh chị ạ. Cần hoa khi mà nó nở thì độ bền phải tầm trên 2 tháng, cần hoa dài hơn mét, thoải mái cô chú anh chị uốn tạo dáng luôn. Và một cái chậu như này, hàng này đang chuẩn bị sắp đến mùa hoa rồi cô chú anh chị ạ, mầm gốc lên rất là đẹp luôn này. Em bán một cái giò như vậy với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi, vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Còn bên này đây sẽ là cái dòng vũ nữ mèo cam, cũng là một cái mặt bông mà hoa cực kỳ là bền, cho mình hoa quanh năm luôn. Cái hương thơm rất là tuyệt vời. Tiếc là hiện tại thì cây nó đã nở tàn hoa rồi này, mầm gốc lên nhiều không cô chú anh chị, xung xuê rất là đẹp như này. Hiện tại em sẽ bán với giá là 160.000 cho một chậu. Hiện tại nó đang hoa như vậy nhá cô chú anh chị nhá, đang hoa. Và bên này đây thì em có những cái chậu dòng lan ngọc nữ. Ngọc nữ bình thường giá không dưới 200.000. Đó. Em hiện tại là cây đang đụ rất là đẹp như này. Hôm nay em cũng bán cực kỳ là giảm luôn, là chỉ còn có 160.000 cho một cái giò ngọc nữ này thôi cô chú anh chị nhá. Một cái chậu ngọc nữ đang từ 2-3 nụ với giá 160.000. Và sang bên này đây này, hôm nay em có một cái lô hài duy nhất thôi, những cái cây lan hài hài Henry ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của hài Henry, độ bền của hài Henry hơn 2 tháng. Và đây là một cái lô hài Henry mà trước đây ấy là cái hàng khách bom cô chú anh chị ạ. Khách bom hàng. Đó, hiện tại thì em cho vào vườn và bây giờ thì cây đang mèo nụ rồi, nghĩa là em để cứ để vào vườn thôi. Đó, cây tự dưng ra mèo nụ rất là đẹp luôn như này này cô chú anh chị này. Đó, một cái đơn hàng bom mà em chưa kịp ghép, hiện tại cây đang lên rất là nhiều mèo. Và cả một cái lô như thế này ạ, em xin phép được bán với giá là 45.000 nhá, rất nhiều mèo luôn ạ, hài Henry ạ. Hoặc cô chú anh chị mình nếu như lười ghép thì cô chú anh chị mình lấy cho em những cái chậu hài Henry này. Hàng em đã chia ra theo từng chậu ở đây rồi. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 28 này. Cái chậu này cũng đang mèo nụ này, cô chú anh chị này. Đó, mèo nụ đẹp và về chỉ việc trưng và treo thưởng thức thôi nhá. Em bán cái giò này với giá chỉ có 100.000 ạ. Đó, hàng thuần luôn rồi, không phải tìm giá thể để trồng gì cả. Chậu tiếp theo, chậu số 2 cũng rất là xanh, nhiều thân. Chậu này chắc cũng phải tầm 3-4 mèo trở lên sau này ạ. Hiện tại em đang nhìn thấy hai mèo rồi, chậu này em bán với giá 110.000. Chậu tiếp theo, chậu số 3. Chậu số 30. Chậu số 30 này thì em bán, đây chậu này em nhìn thấy là có hai mèo rồi, ít nhất hai mèo đây rồi. 100.000 ạ. Và chậu số 31 này. 31 này cũng đang mèo đây cô chú anh chị này, cũng đang em nhìn thấy cũng đang ít nhất hai mèo rồi. Chậu này em bán với giá cũng 100.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 32, cái chậu này em bán với giá là 110.000 này. Và chậu số 33 thì cái giò này em bán với giá là cũng là 100.000 đi cô chú anh chị nhá. Và ngoài ra thì em có những cây lan hài Vân Nam, dòng hài hoa cực kỳ là đẹp, trong những dòng lan hài gọi là dễ thuần dễ chăm. Em có bán hàng cân luôn nhé cô chú anh chị, với giá là 750.000 một kg, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em cũng được này. Hài Vân Nam hình 21 100.000, có hai dề rất là to luôn. Hình 25, cả lô hài Vân Nam này với giá chỉ có 90.000 thôi, cả một lô rất nhiều như vậy. Và hình tiếp theo là cái hình số 26, cũng là một cái lô hài Vân Nam này, rất nhiều như này, bán 80.000. Và hình tiếp theo là hình hai dề căng mướt cực đẹp luôn, gọi là hình số 27 ạ. Với giá em bán là 150.000, hai dề rất là to nhé cô chú anh chị nhé, cây mẹ cây con mọc rất là đẹp này. À, tiếp sau bên này đây là vẫn là những cái hàng mà em đã bán chia theo hình, mà đặc biệt là những cây nhạn 4N, những cái giò trầm rất là tuyệt vời luôn của ngày hôm nay, những cây kiều tím rất là đẹp, em đã chia theo hình cô chú anh chị có thể chọn lựa những cái cây gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình. Dòng nhạn 4N cô chú anh chị, cô chú anh chị vẫn thường thấy người ta khoe những cái chậu nhạn rất là đẹp đúng không ạ? Đó chính là dòng nhạn 4N cô chú anh chị nhé, dòng nhạn 4N ạ. Đó, càng chăm thì cần hoa càng dài, cây càng cao. Những cây nhạn 4N này thì mùa hoa tới là chắc chắn cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp rồi. Dòng nhạn 4N cô chú anh chị cứ nhận hàng so với hàng rừng là cô chú anh chị nhìn là thấy mê nhé cô chú anh chị nhé. Cái lá của nó rất là to,
lá của nó cực kỳ là to luôn. Cái chậu này em gọi là cái chậu nhạn số 1 này. Cái lá này vừa, cây này vừa lá vừa ngắn, hơn chục sen thôi mà cái bản lá có khi đạt gần 4 sen ạ, rất là đẹp luôn. Cái chậu này 2 cây và em bán với giá chỉ có 240.000 thôi, gọi chậu số 1 ạ. Chậu số 2 cũng là một cái cặp đôi khá là đều cây đấy ạ. Đó, rất là đẹp nhá. Chậu số 2 này cũng là một cặp đôi rất là đều cây. Đó, cái lá úp thìa rất là đẹp như này, lá mít rất là đẹp như này. Em bán cái hình này số 2 này với giá là 250.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Thực sự thì chưa bao giờ có một cái lô nhạn 4N cây nó to và nó đẹp mà lại rẻ như này. Bình thường em thấy là người ta bán những cái chậu nhạn 4N như này chắc phải tầm hơn 300.000. Nên là cái giá của nó cực kỳ là đắt, nên em thường rất là ít khi mà lấy những cái cây nhạn 4N về em bán, bởi vì giá nó quá là cao so với cái hàng rừng ấy cô chú anh chị. Nhưng mà thực sự thì nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái lô này em nhập về bởi vì em thấy là so với bình thường nó cực kỳ là rẻ luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 một cái cặp đôi nhạn 4N rất là đẹp như này. Đó, em bán với giá là 250.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị lưu ý cho em là tất cả những cái cây mà khi mà mình trồng ấy ạ, những cái lá chân gốc đầu tiên bao giờ cũng sẽ có hơi vàng nhé. Để cô chú anh chị khi mà nhận hàng thì cũng đừng có bắt đền em. Kể cả hàng nào, cây nào cũng thế, những cái lá từ chân ở những gốc đầu tiên bao giờ nó cũng sẽ hơi vàng. Chứ phải không bao giờ là có hết lá, hết xanh, hết mướt hết từ đầu đến cuối đâu ạ. Cái chậu tiếp theo là chậu số 14 này. Chậu này cũng là 2 cây như vậy, em bán là 240.000. Và hình tiếp theo là hình số 5. Cái chậu này cũng cực VIP luôn. Đó, bản lá ngắn rụt cực đẹp như này, 2 cây. Cặp đôi này em bán với giá 250.000. Và hình số 6 ạ. Cặp đôi này, cặp đôi của hình số 6 này em bán với giá 240.000 thôi. 240.000. Và hình số 7, chậu nhạn 2 cây hình số 7 này. Bình thường người ta bán một cây thôi cũng hơn 200.000 rồi. Ở đây em chậu toàn chậu cặp đôi như này. Chậu này em bán với giá là 250.000 nhá. Cho chậu số 7 này quá là VIP luôn ạ. 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8, 240.000 cho cái cặp đôi này. Và hình số 9 ạ. Hình số 9 này, cặp đôi số 9 này cao gần bằng nhau. Lá thì đẹp thôi rồi. Lá to ngắn rụt đẹp thôi rồi ạ. Cặp đôi này em cũng bán là 250.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo là hình số 10. Đó, một cặp đôi như này, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Đó, cặp đôi số 10. Em sẽ bán với giá cũng 250.000. Và hình số 11 ạ. 250.000 cho cái hình số 11 này. Đó, lá rất là to luôn cô chú anh chị này. Đó, lá rất là to. 250.000. Tiếp theo sau bên này sẽ là những cái hình đai châu. Đai châu rừng bóc trụ đây, đai châu rừng bóc trụ em có lúc nãy em giới thiệu cô chú anh chị rất là kỹ rồi. Bán 240.000 cho 1 kg, từ 7 cho đến 10 cây trên 1 cân. Đó, còn ở đây thì em cô chú anh chị nào mà muốn chọn kỹ thì chọn theo hình ở đây. Một cặp đôi 2 cây là hình 12, 110.000, 2 cây rất là to. Và hình tiếp theo hình 13, 100.000 cho 3 cây xinh đẹp này. 100.000. Và hình số 14 với giá cũng 110.000 cho cặp đôi cây to này. Và hình số 15 ạ, 150.000 hẳn 4 cây luôn này. Quá rẻ bèo bọt luôn, 150.000 cho 4 cây châu to như vậy. Hình tiếp theo, số 16, 120.000, cũng là 3 cây cực đẹp như vậy. 120.000 thôi ạ. Và hình số 17, cũng là 3 cây với giá 120.000. Bên này sẽ là những cái rễ kiều tím. Nói chung là kiều tím thì em có bán 280.000 cho 1 kg bên kia ạ. Còn ở đây cô chú anh chị có thể chọn theo rễ. Hàng dề thì nó có ưu điểm đó là nó sẽ rất là dễ sống, dễ chăm. Và đặc biệt khi mà nó nở hoa thì sẽ nở rất là đồng loạt. Cái dề kiều rất là to này cô chú anh chị. Lên chậu là đáng giá 500 luôn. Em bán cái dề này chỉ với giá có 200.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là một cái lô hình số 19. 120.000 cho cái lô kiều này. Xanh mướt luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số... hình số 20 ạ, cũng là một cái rễ quá đẹp như này, 220.000. Hình số 21, một cái rễ kiều này em bán là 300.000 nhá. Rễ đúng bằng hàng thuần luôn. Và sang hình tiếp theo là hình số 22, cả một cái lô kiều này em bán với giá là 170.000 ạ. Và hình tiếp theo 23 cũng là một cái rễ cực kỳ là đẹp. Cái rễ này em cũng bán với giá là 200.000 này. Đó, có một rễ kiều rất là đẹp như vậy luôn. Sang bên này sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này.
sang bên này đây sẽ là những cái giò chầm rồng đỏ trước đi cô chú anh chị. Nói chung là những ai chơi lan thì chắc chắn là những ngày Tết đến thì đều gần như là không thể thiếu cho mình những cái giò chầm rồng đỏ rồi. Trước đây một thân chầm rồng đỏ cũng rơi vào 300-400 nghìn cho một thân. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng chầm rồng đỏ, nó như là chầm rừng cô chú anh chị ạ. Như chầm rừng nhưng bông hoa bầu tròn, như chầm rừng nhưng bông hoa của nó sẽ to hơn nhá. Sắc hoa đỏ tím rất là đẹp như này. Đó, và môi tiết cực xinh luôn. Cái giò chầm rồng đỏ này cho cô chú anh chị một cái tác phẩm khi ở Tết luôn. Với giá em bán chỉ có 110 nghìn cho giò chầm rồng đỏ này thôi, là giò gọi là giò 39 nhá cô chú anh chị nhá. Gọi là mã 39, giò ba hình 39 đấy ạ. Tiếp theo là hình 40 này, cô chú anh chị cứ ngắm kỹ cho em. 40 cái chậu này em cũng bán với giá chỉ có 110 nghìn và 41 đấy ạ. 41 cũng chỉ có 110 nghìn. Đó, 110 nghìn mà hàng chuẩn là chầm rồng đỏ nhá cô chú anh chị nhá. 42. Đây cô chú anh chị. 42 cũng là một cái giò cực kỳ là VIP như này. 120 nghìn cho giò này ạ. Và 43. 43 đây. Hình 43 có một thân chắc cao tầm 60 cm và một vài thân ngắn hơn. Cái giò này em bán với giá cũng 110 nghìn thôi. Và hình tiếp theo là 44 này. Nói chung là thực sự là cái giá của nó so với một cái chậu lan đẹp như thế này có 110 nghìn, 120 nghìn thì thực nó quá là rẻ luôn đúng không ạ? Tiếp theo là cái hình số 44 ạ. Cái hình 44 này em bán với giá là 100 nghìn đi. 110 nghìn. Và hình 45 quá là đẹp. Hai thân rất to, cao khoảng tầm 50 cm trở lên rồi và vài thân nhỏ bên dưới nữa. 120 nghìn cho giò này nhá. Giá này thì em nghĩ rằng là đến sau khi mà chuẩn bị đến Tết này giá của nó phải gấp đôi. Cái giò này chắc chắn là nếu như đến Tết thì chắc chắn giá nó phải gấp đôi chứ không có giá này đâu ạ. Hình tiếp theo 46, cái giò này em bán là 110 nghìn và 47 này. Cũng với giá 110 nghìn ạ. Và 48 cũng với giá 110 nghìn. 49 là một cái giò dáng hương đây. 49 là một cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng trồng thuần, cái này cô chú anh chị về treo ở vườn, vừa ngắm lá và vừa để nó quen với cái môi trường để đến khi mù hoa nó sẽ được những bông hoa đẹp nhất. Giòn em bán với giá là 200 nghìn. Tiếp theo sẽ là cái hình số 50 cũng là 200 nghìn cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là những cây 5 cánh trắng hiển oanh. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng hiển oanh. Hàng thì hoa trắng không tì vết luôn. Và trước đây một cái chậu này, trước đây em mua từ năm 2000 thì bây giờ nó lên 3 mầm như này. Trước đây em mua hơn 60 triệu, 62 triệu. Bây giờ thì cô chú anh chị nào mà ai muốn chơi lan ấy, cây hiển oanh ấy, thì không phải mua giá đắt đỏ như vậy nữa đâu ạ. Cực kỳ là rẻ luôn rồi đấy ạ. Cái giò hiển oanh này, một dàn ki này, một dàn mờ ki và một mầm gốc rất đẹp như vậy với giá chỉ có 100 nghìn thôi. Và hình tiếp theo là hình số 35. Cái chậu này cũng một mầm gốc đẹp như vậy, chậu này em bán 80 nghìn luôn. Và chậu 36 cũng là một mầm gốc với một dàn kia rất là đẹp ở đây, em bán với giá là 100 nghìn. Và hình 37, cái giò này em cũng bán với giá là 100 nghìn, một cái mầm gốc cao gần 40 cm luôn. Và một dàn kia nữa, hình số 38, cái giò này em bán 90 nghìn thôi ạ. Bên này đây thì em có những cái chậu lan cắt lai A. Dòng lan cát là mini, nói là mini mà chậu rất là to và sum xuê. Khi mà nở hoa cái dòng này thì hoa màu sắc cam lửa rất là đẹp nhá. Một cái chậu cát như vậy em bán 90 nghìn. Và bên này kia là những cái chậu cái chậu này là cái chậu hoàng tử áo trắng nhá cô chú anh chị. Hoàng tử áo trắng cô chú anh chị tìm hiểu giá trên thị trường cực đắt luôn. Thì ở đây em bán một cái chậu như này với giá chỉ có 150 nghìn, em bán nốt nhá cô chú anh chị. À, tiếp sau bên này sẽ là những cái con dao để cô chú anh chị có thể làm bếp, những cái bộ dao bếp ạ. Đây là những cái con dao được làm từ nhíp xe ô tô nhá. Và được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen Cao Bằng. Và cô chú anh chị mà mua một lần thôi là sẽ dùng cả đời luôn. Và khi mà cô chú anh chị đã từng sử dụng qua cái con dao này thì em khẳng định luôn là 100 cô chú anh chị thì có đến 100 không sử dụng loại dao nào khác ngoài cái loại dao này đâu ạ. Chặt cực kỳ là đầm, bền và vô cùng là sắc luôn cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là sắc nét luôn. Như nhà em chưa bao giờ dùng với loại dao nào khác. Và dùng những cái loại khác thì cũng cảm thấy không bao giờ là cảm thấy ưng ý luôn. Con dao này là cái con dao chuyên chặt thái này. Em bán con này với giá là 170 nghìn nhé. Cũng là con dao chuyên chặt thái nhưng có đánh nhám một bên. Con này thì em bán với giá sẽ là 180 nghìn. Con dao chuyên chặt thái và con này bằng thép không gỉ ạ. Con này em bán 200. Con dao tông này em bán 200 nghìn này.
Con dao chuyên thái bằng thép không gỉ, con này em bán với giá là 150.000. Con dao chuyên dùng để thái và lọc này, đánh nhám một bên, con này em bán 160.000. Và con dao để con này thì cô chú anh chị sử dụng để thịt gà, làm gà vịt thái lọc đều được nhé. Hoa quả, gọt hoa quả vân vân đều được. Con này em bán 70.000 này. Con dao bên này em bán là 80.000 ạ. Con này to một chút. Và một cái con dao quắm để chuyên đi rừng ạ. Con dao quắm chuyên đi rừng 120.000. Và một cái con búa. Một cái búa này em bán với giá 200.000. Và miếng rong pha đén giá là 100.000 cho một túi 1kg. Cái hàng này thì không chất tẩy rửa, không chất bảo quản, đảm bảo cực kỳ là sạch luôn. Sau bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho 1kg. Và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Atomic 12.000 cho một gói, Hùng Nguyễn 25.000 và cho một lọ, và 4 50.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây 30.000, Super Thai hóc môn tăng trưởng 50.000, Liền Gia Mỹ Tiến 40.000 và siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000, thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói ạ. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Và bên này là phân dê. Phân dê thì em có hai loại là cái túi mà dài 10 cm. Túi dài 10 cm em bán 2.000 cho một túi này. Và túi dài 20 cm thì với giá là 4.000 một túi. Bên này thì em còn có sản phẩm phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi nhé. Hàng này khẳng định thương hiệu rồi. Bên này thì em còn có thêm cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm bán 35.000 cho một túi 1kg ạ. Một cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu. Và đồng thời thì hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn ạ. Hạn chế nấm bệnh tuyệt vời mà lại không có, khi mà cô chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể không sợ bị hỏng đen đầu rễ cô chú anh chị nhé. Kích cây phát triển cực mạnh luôn, một cái loại phân bón rất là lành tính luôn ạ. Bên này thì em vẫn có thêm sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.